đây bình yên quá anh ha. Sao vậy? Ở đâu có em? Cái gì vậy ba? Ba. Ủa sao bấm dừng rồi? Tại vì cái đoạn sắp tới á, có khả năng là hai nhân vật chính sẽ hôn nhau. Ba sợ là con buồn, con nhớ đến Tuyết, người yêu cũ con. Trời ơi ba ơi, có gì đâu nhớ, người ta bỏ con là người ta thiệt. Phải, tại vì ba thấy cũng lâu rồi con không có bồn mới. Nhà mình giàu vậy nè, con muốn quen ai lúc nào mà không được. Nhưng mà con muốn á, ở như vậy, đợi ba tiến thêm bước nữa rồi mới tới con. Cái thằng con trai của ba thiệt tình. Tình cảm của ba dành cho mình con là đủ rồi. Mệt quá thầy cơ. Vậy con cũng sẽ ở như vậy luôn, ở với ba cả cuộc đời. Đối với ba, nhà này chỉ cần hai cha con mình là đủ rồi. Đúng rồi, chứ có người khác vô à, cuộc sống xáo trộn liền. Thằng quỷ. Ba ơi. Hả? Giờ con phải học nhóm rồi. Con lên phòng học nha. Nói chứ ba dành thời gian cho con chút xíu thôi. Rồi ba phải lên lo những công việc còn thừa ở công ty nữa. Dạ. Ba ngủ ngon. Con ngủ ngon. Chào cả nhà Miko, lại một lần nữa chúng ta gặp nhau rồi. Hôm nay Rivi đã tập thêm một bài hát mới rồi. Để bây giờ Rivi sẽ hát cho các bạn nghe nha. Chơi với con xíu vậy mà vui. Mà để thoải mái mà giải trí hơn. Chỉ có thể là coi lại chim Rivi giật chi. Nhìn về em đây, nhìn vào trong đôi mắt này. Chị có học qua trường lớp nào không vậy ạ? Chị có học qua nhạc viện á. Chào nữ thần Rivi của lòng anh. Hello, chào anh Rivi. Anh yêu em nhất. Xạo chó. Anh có xá chi, tại sao anh lại comment xạo chó vậy ạ? Anh nói em xạo chó hả? Anh chửi thằng Rigby kìa. Nè thằng kia, tao mới là người yêu Rigby xá chi nhất, nghe chưa? Bớt giành đi bạn ơi. Thôi trời đất ơi, hai anh ơi, lần nào hai anh lên stream của em, hai anh cũng cãi nhau hết á. Bạn có nhiều tiền bằng mình không mà dành với mình. Ba mình là chủ tịch đó. Ba là chủ tịch, trong khi đó tao là chủ tịch, không chừng tao là ba của mày luôn đó. Làm sao nói cho anh nghe, kể cho anh nghe những tâm tư đang còn đây, liệu em có vui khi ta dễ hơn quá bước đi bên nhau chiều nay. Từ lâu trong lòng đã biết em là tất cả, vì vô tư nên anh chẳng nhận ra làm sao để tìm vâng lời. Hai anh đã ủng hộ em lâu vậy rồi mà em cũng chưa biết mặt hai anh nữa, hay là nhân ngày hôm nay chúng ta có thể giao lưu trực tiếp được không ạ? Ok ok, đây là chút đi chút. Rồi được đó, thời tới hay như vậy yêu. Dạ nhưng mà còn phong độ mà đúng không? Em ok cái là anh đi thêm bước nữa đó. À, chào anh Rigby, giờ em mới biết mặt anh luôn á. Ui, hello baby. Người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh hàng đêm. Thôi thằng này. Mà sao anh có xá chi không lên cam vậy? Anh bị dị ứng cho nên không có tiện mở cam. Thấy mình đẹp trai rồi còn nhà giàu nữa nên tự ái chứ gì. Mình nghe giọng bạn thấy cũng hơi già đó. Bớt ham hố lại đi nha con trâu già. Trâu già bớt ngậm hố non nha. Ừ, con trâu nè, con trâu già nè. Nhiều khi á già cỡ tuổi ba bạn luôn á. Nè gọi tiếng ba đi, gọi tiếng ba sống không có hổn nghe chưa con trai. Ba mình vừa là chủ tịch lại không phải là cái loại mà trâu già thích ngậm cỏ non như bạn đâu nha. Lỡ như mà bạn vẫn là ba mình á, chắc mình từ bạn luôn. Sao ta? Giờ sao ta? Ngày nào bạn cũng vô cạnh tranh với tôi, khịa tôi dữ lắm mà. Sao giờ thấy tôi đẹp trai hơn rồi rút lui hả? Thôi thôi bỏ cuộc đi. Thôi, một thôi, mình thôi, sẽ donate cho Ruby là đủ nha. À, muốn donate đâu? Donate nè. Xả nè. Kéo nè. Kéo nè. Quà chơi. Tốt quà nè. Em bỏ ra ăn nhiều nha. Ôi ôi.
tự nhiên mở được cam lên mà không có tiền. Cái kiểu này kiểu như cho người ta thấy cái mặt mà mặt hết tiền á. Rồi mày thích khoe tiền gì, đợi tao một chút. Ở yên đó nha, đừng có sợ mà bỏ chạy nha bạn nha. Má mày chết với tao. Có chuyện gì vậy? Dạ ba, cô giáo mới gọi cho con, nói là sắp tới có khóa học ngoại khóa, cần phải đi học để làm cho cái đồ án sắp tới á ba. Ba cho đi. Dạ, vậy có gì ba cho con 20 triệu nha, để con đóng tiền đi học, cần phải bổ sung kiến thức ba. Tội nghiệp con quá à. Dạ. Trời ơi, học mà lên level một khóa 20 triệu ngon lắm luôn á nha. Con phải cố gắng chứ ba. Bởi vì sao cô thấy ba thức khuya dậy sớm làm luôn vất vả. Đau lắm. Đau ở đây nè ba. Con phải cố gắng vì ba, nối nghiệp, quản lý công ty của mình chứ. Quá hài lòng. Dạ. Quá hạnh phúc khi có một đứa con như con. Mãi yêu ba. Ồ, trời. Con nè. Tại vì công chuyện ba làm ở công ty á. Dạ. Thì nó cũng vất vả. Cho nên tranh thủ là lẹ giùm con với. Ủa, khuya rồi mà. Thủ quỹ nhà trường còn làm việc à? Dạ, cô ấy còn còn làm việc à. Thủ quỹ làm chăm chỉ như con luôn á trời. Dạ, nhóm con ai cũng như vậy. Dạ, con phải lựa bạn mà chơi chứ. Công nhận trường mình đúng trường quốc tế ha. Dạ. Ăn học bắt nạp hoài à. Donate cho trường. Đóng tiền học với donate gì ba? Hy vọng đóng tiền vô trường với mục đích là học, hay là đóng vô trường với mục đích là cho người khác, cho mấy bà cô á. Bà sao á, trong cái chuyện mà đóng tiền học con kỹ lắm. Đâu phải cô nào mà con cũng đóng đâu. Đúng. Con phải đóng cho cô đàng hoàng. Cô mày ngon á. Dạ, ngon con mới học chứ. Con phải chọn con. Tranh thủ chuyển cho con cổ đại. Có gì đâu. Bây giờ nè, giờ con xác nhận với nhóm con là tôi tham gia. Rồi sáng mai ba chuyển. Thôi, ngày mai ba chuyển phiền ba lắm. Giờ chuyển mới phiền như vậy. Bây giờ chuyển đi. Gấp lắm đúng không? Dạ gấp. Cái gì ba chuyển cho con nha. Con về phòng học nữa. Về đi. Mai nha. Bye bye. Ngủ ngon nha ba. Phải chuyển tiền rồi mới ngủ chứ. Dạ. Chết mày tàu con. Nè, tặng hai chiếc xe chạy chơi. Sao? Không biết chơi lại không, nhưng mà bạn chơi tới đâu mình chơi tới đó. Sợ quá cơ. Đừng có cãi nhau trên livestream của em nữa. Đua xe không? Xe nữa nè. Mày đua xe không? Đua xe không? Hả? Hết sàn. Chìa khóa xe đậu. Chịu quá đâu, ở trong này cũng có cái quạt xe đạp ha. Được rồi nè. Muốn chơi đúng không? Chờ một chút, hôm nay tao giải quyết hết ưng quán với mày luôn. Chút tao cầm 100 triệu với mày. Chờ đó. Ba. Ủa con. Ủa sao mà đi, ba không ngủ hay đi đâu à? Không tính xin tiền nữa hả? Đội chi phí quá ba. Ngoại khóa lần này nó hơi xa, cho nên là con cần 100 triệu. Trời ơi. Ấy à. Ây chà, nhưng mà quên. Sao vậy ba? Tài khoản ngân hàng của ba hôm nay chuyển quá hạn mất rồi. Mai là tiền mặt thì mai ra. Tiền mặt cũng được. Đưa tiền mặt con cũng được. Mang chi? Tiền mặt đó. Rồi sao chuyển cho người ta? Bây giờ không chuyển được nữa, chỉ cần cầm tiền. Quê gì nè. Là người ta biết con có tiền, mai con đem cục tiền lên con đóng uy tín nữa. Vậy được nha. Dạ. Vậy để ba vô mặt ba uy tín hơn ba phụ huynh mà. Để ba vô. Ba vô. Không cần. Không, ba vô. Không ba có vô, cần. Ba phải cho. Ba. Bây giờ ba muốn ngủ không? Muốn. Con không muốn phiền ba đâu. Nha. Con trai của ba. Con chắc là con không muốn phiền ba nữa không? Lần cuối rồi. Hai lần rồi. Lần cuối. Cuối nha, không lần ba đâu. Dạ. Ngủ bật dậy nhiều quá nó xuất hồn đi luôn. Dạ. Không có lần nữa đâu. Dạ. Dạ thôi ba cứ đưa cho 100 triệu cho con vô cùng. Xong. Chết nữa. Gì nữa? Tiền mặt thì có. Dạ thì đưa đi. Mà không có đủ 100 triệu, có 10 triệu thôi. Thôi đưa 10 triệu cũng được. 10 triệu cũng được rồi. Sao ta tin? Đây là để ba phụ huynh ba vô. Không cần bây giờ. Ba đưa con cầm 10 triệu con đập bên tay. Con nói 100 triệu. Mình lắp liếm được cái đó. Hiểu. Hôm nay hai anh tặng quà cho em nhiều rồi, cho nên là bây giờ các anh không cần tặng nữa đâu ạ. Như thế đủ rồi. Trời ơi, đối với anh mấy này nhỏ mà, có gì đâu em. Khoan đã. Không biết sao cái thẻ của anh tự nhiên cái nó bị lỗi thì sao á, chuyển được, donate không được, nhưng mà anh có tiền mặt. Bữa nào mình gặp ngoài đi.
anh donate trực tiếp cho em luôn. Thôi thôi thôi, chú em đừng có cố, lo học hành đi, thì không để mẹ thấy không lắm đó. 100 triệu nè, thấy chưa? Trời ơi, người ta dân kinh doanh nhìn là biết cái cọc đó không tới 100 triệu rồi, bỗng lên cũng lét là tầm 10 triệu là cao. Đếm đi, đếm coi đủ 11 triệu, tôi cho cậu 12 triệu luôn. Cái thẻ bị lỗi thôi. Thẻ bị lỗi là trong ngân hàng nhiều lắm đúng không? Nhiều cỡ nào? Nè, đợi nha. Đâu? Nè, mở cái cam cái nào. Nhiều cỡ này không? Nhiều cỡ này không? Thấy hả? Đồ má này trời lớn giàu vậy ta. Như cười vui ba. Mơ vui quá. Ba có 10 tỷ đâu. Cái gì mày? Ác mày. Thôi. Tính sao ta? Tính nói tiền làm đồ án phát sinh lên 10 tỷ mà thôi. Kệ quá không? Vô lý rồi. Hãy vô lý được lúc mà 100 triệu á. Hỏi thua rồi. Thôi đi, đừng chơi nữa. Sao ta? Có thôi được rồi, vô. Không. Thua. Ủa ba? Sao? Hôm nay ba thấy con trai ba làm sao? Lịch sự tươm tất á. Đi hẹn hò với ai hả? Dạ con đi chơi. Đi chơi ở chỗ kia kìa. Nó có nhiều kiến thức lắm để con lấy về rồi bổ sung cho cái đồ án của con sắp tới. Thôi đi chơi hay đi học gì cũng đi cẩn thận nha. Bây giờ ba đi gặp đối tác, có một cuộc họp quan trọng. Dạ vậy thôi con đi vậy ba. Cảm ơn các bạn hôm nay đã tới đây nha. Các bạn nói chuyện tự nhiên nha. Alo, anh kiếm lại giúp em nha, rồi mang qua đây luôn nha. Ribi Sachi. Dạ chú là... Ủa chú, anh gọi là anh được rồi, bình thường em vẫn hay gọi là anh mà. Anh là người bảo hộ top 1 cho em trên Micolai nè. Anh có Sa Chi hả? Có Sa Chi có nghĩa là trong lòng anh lúc nào cũng có Ribi Sa Chi. Có Sa Chi tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Mình vô ha. Dạ vâng, anh vô trước ngồi với mọi người đi. Em ở đây đợi thêm mấy người đã tới nữa ạ. Mọi người? Dạ đúng rồi. Để thêm nữa. Ôi là sao, anh tưởng là đây là cuộc hẹn gặp gỡ riêng của tụi mình chứ. Anh lại chọc em nữa đúng không? Không. Em muốn mời mọi người tới bữa tiệc này là để cảm ơn cái chuyến từ thiện Hà Giang của em vừa rồi rất là thành công á. Cho nên là anh cứ vô ngồi trước với mọi người đi nha. Công của các anh rồi công của mọi người là sao? Anh chưa hiểu lắm. Tại vì mọi người hay donate cho em ở trên Miko á. Em đã trích một phần nhỏ ở trong cái số tiền đó ra để làm từ thiện. Cho nên là muốn chiên mọi người tới đây ấy mà. Bravo. Hay thế. Trời ơi, không ngờ em thánh thiện đến vậy luôn á. Kể từ bây giờ trở đi, em mãi mãi là thánh nữ trong lòng của anh. Thôi để em đưa anh vô trong nha. Mình vào. Ủa, Ribi. Em Ribi. Hoa của ai vậy? Hoa của top 1 á, anh có Sá Chi á. Trời ơi, top 1 mà tặng hoa bèo với vậy ta. Rồi nó đâu rồi? Anh ở đây nè. Cái hợp đồng đó thì phải ký để xúc tiến cho nó thật hay và sẽ thơm tho. Ủa con trai đi đâu đây? Con ba đi đâu đây? Ba đi ký hợp đồng, nghe điện thoại nè. Ký hợp đồng gì ở đây? Ba đang trên đường đi ký ở một cái xưởng cà phê. Ồ, này là quán cà phê chứ không phải xưởng cà phê. Là lộn địa chỉ nữa rồi. Già cả rồi, đầu óc lung tung quá. Thôi từ từ đó ba. Ở trên live thấy hai người dẫn dẫn ba con. Hóa ra là ngoài hai người là ba con thịt hả? Thì chuyện hai cho con giành gái không có vẻ vang đâu nha, đừng có khai nha. Nhớ giữ kỹ đừng lộ ra. Đúng vậy, đây là ba của thằng bạn của anh. Đúng vậy. Mà ba của ba thì phải xưng nhau là chú cháu chứ, sao lại xưng là ba con? Mở trên live á, hai người còn xưng nhau mày tao nữa cơ mà.
Thật ra là anh với lại anh trai này chỉ chênh lệch nhau ở tuổi tác thôi, chứ tâm hồn giống nhau lắm. Bởi vậy anh thích cái gì thì anh trai đây thích cái đó. Đúng không? Đúng không? Hả? Đúng không? Đúng vậy. Tụi anh thân nhau lắm. Còn chuyện xưng hô á, tụi anh không quan tâm. Thích á thì kêu ba con, bình thường thì kêu anh em. Còn mà ghét nhau á thì kêu mày tao. Đúng không? Đúng không? Đúng. Anh có xá chi nhìn vẫn rất là phong độ mà. Anh có xá chi đây không những là có phong độ không đâu, mà anh còn chơi nét nữa. Anh có thằng con mà thằng con này sống tự lập, cho nên tiền anh đâu phải cho thằng con đâu, anh cho người ngoài hết à. Mà cái thằng con tự lập đó là anh nghĩ thôi, chứ cũng chưa chắc là tự lập. Phải không anh trai? Chuyện gia đình đâu biết dữ vậy? Thân mà, đúng không, đúng không? Đúng. Đúng. Mà ông anh đây tôn thờ cái chủ nghĩa xài tiền không phung phí. Gà trống nuôi con mười mấy năm nay rồi. Phải chi bây giờ có cô gái nào bên cạnh quan tâm chăm sóc tâm sự chắc là hay lắm. Phải không anh trai? Có, vui vẻ bình thường thôi. Có cũng được, không được. Sự nghiệp là chính, con cái là mời. Cùng nhau yêu thương, đồng lòng phát triển. Vậy giờ ví dụ như con trai của anh có bạn gái, anh có ủng hộ nó không? Có phản đối không? Đó, chuyện tình cảm của con cái làm sao mình phản đối được. Nó... nó thích sao thì nó cứ vậy đi. Hứa nha, người lớn mà nói dối là con chó đó. Trời ơi, lớn rồi ai nói dối làm gì. Đâu bao giờ dối lừa con cái làm chi. Đúng. Nói vô. Ruby. À. Em hư lắm luôn á. Cái túi để trong toilet á, bắt anh ra đặt phòng cách kiếm. Em xin lỗi, em đáng chỉ. Ở chung nhà. Vậy là ở chung nhà có yêu đương, người yêu không? Hai người này là... À, đây là anh có Xá Chi, đây là anh Rigby. Hai người là top donate ở trên Miko của em á. Đây là người yêu của em hả? Không. Đây là em gái của em ạ. Dạ. Dạ. Chào anh. Dạ. Chào anh. Mong hai anh vẫn tiếp tục ủng hộ cho em đó ạ. Không có gì đâu anh hai. Không có gì nói thằng em này. Ngu. Cái gì ngu? Anh hai không mày, anh hai không? Chứ sao? Nhân bừa bãi đi ra đường. Mày còn non mà xanh lắm con trai. Ủa vậy thì sao? Đừng nhân bừa bãi. Nhìn nữa. Anh em gì? Đứa dụng nam, đứa dụng bắc. Làm sao anh em được? Hả? Nhận ra chưa? Người yêu. Không có anh hai nữa hay chưa? Anh họ. Anh họ. Dạ đúng. Mình trong nam bé ngoài bắc. Họ hàng xa đúng không? Đúng. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Á, hùng bình quá. Dạ. Anh hỏi. Dạ, thôi mấy anh ơi chơi nha, em có việc em đi trước à. Đúng rồi, dạ, có việc thì phải đi. Hy vọng là chúng ta sớm trở thành gia đình. Trong thời gian này thì hy vọng là hai anh sẽ chiếu cố cho em nó nhiều hơn ạ. À. Anh hỏi yên tâm, anh hỏi yên tâm. Dạ, em stress ạ. Đây, anh hỏi thôi. Đây là ba. Từ tính. Thôi, mình vào trong ngồi đi ha. Dạ. À, anh nói không có anh gì ở đây hết á. Cái like thì khỉ người ta. Ở ngoài á thì ế quá người ta đợi. Ủa, ba già bụng ba yếu được chưa? Có cần phải nói lớn gì không? Người ta nghe bây giờ. Con cục và anh. Ở đâu có cần khoe gì đâu. Ê, anh em họ mà thân quá vậy. Nận má này chắc. Trời, chắc là thân quá cho nên hôn nhau kiểu Tây phải không ba? Thức tỉnh đi! Hai, nghe ba nè, con phải tỉnh nha. Dựa vô đây. Không phải một mình con đau đâu, ba cũng đau mà. Đúng không? Con nhìn đi. Hôn nhau kiểu Tây cái gì? Người ta hôn nhau kiểu Tây á là má kề má tượng trưng thôi. Còn cái này mà nhìn cái miệng nó muốn dính lên cái trán của con nhỏ luôn. Rồi, đừng có tự dối lòng mình nữa. Hồi nãy từ lúc mà thằng này nói giọng nam, nhỏ nói giọng bắc là ba đã tự dối lòng mình là nó anh em rồi. Không có. Anh em hỏi gì mà đội nón cặp, nón dòng họ sản xuất để lại cho nó hả?
ba mẹ nó có đòi đón giống nó không? Tiền tao đô nét cho mày là nó mua hai nó đó rồi á. Tiền tao đô nét đồng với mày là nó mua cái nó đó đó rồi chung ơi. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, hết tiền rồi. Hết rồi. Kìa Thái, còn hai trứng mà. Con ăn đi, đừng có buồn nữa. Mình là đàn ông, mình phải bản lĩnh lên. Đối mặt với nỗi sợ hãi, đối mặt với nỗi buồn của mình, hiểu không? Con buồn, ba hiểu chứ. Ba cũng đau mà. Đau lắm. Đau lắm đúng không? Đau. Ừ. Nhưng mà hà cớ gì, hà cớ gì cha con mình cùng phải buồn với một người không xứng đáng như vậy chứ, đúng không? Đúng. Ribi lừa dối mình, cô ta là đồ tồi. Đúng, Ribi là đồ tồi. Đúng, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ không quan tâm cô ta nữa, ok chưa? Không, hồi lỡ như bạn trai của Ribi đối xử với Ribi không tốt thì sao? Ribi xứng đáng bị như vậy mà, ai biểu cô ta lăng nhăng hả, bắt cá hai tay, quen ba con rồi quen thêm thằng kia nữa. Ribi có nhận hai cha con mình là người yêu hồi nào mà bắt cá hai tay? Con phải tìm hiểu bạn trai của Ghibi mới được. Ba sẽ giúp con. Nếu anh ta thật sự không tốt, cơ hội sẽ thuộc về chúng ta. Về chúng ta? Con yên tâm đi à, ba thấy thằng đó cái mặt nó gian lắm, cỡ nào cũng có điểm xấu à. Mà khi mà nó có điểm xấu rồi á, thì cơ hội sẽ thuộc về con. Trời ơi, hôm nay ba tôi lên đồ đẹp trai quá ta. Trời ơi, ba phong độ mà con cũng phong độ nữa. Ba, cách này ổn không? Được. Gương mặt nó gian vậy hả? Ba vụ cái dính liền. Cháu ơi, anh gì ơi à, anh rảnh không? Anh đang tập với em. Anh chỉnh giùm em cái máy chạy bộ ấy, em không có biết nó dùng sao á. À, máy chạy bộ đó hả? Rồi qua đây anh chỉ cho. Qua đây. Đó, dính, quay. Em bước lên đi. Nè, chuẩn bị cầm tay nè. Khi mà em đi cái máy này á, là chúng ta đứng từ đây trở lên chứ không được đứng phía sau, dễ bị trật té lắm nha. Không chỉ à, cúp này đừng quay, xóa. Nè, chuẩn bị nè, 3, 2... Anh đứng ở đằng sau coi em đi có đúng không nha. Quay không? Đó, đứng sau, quay. Có cái nút mà chỉnh nhanh chậm ở bên đây nè nha em. Dạ. Cái gì đó, em làm gì? Sao nó đẩy ra vậy? Xóa. Tự nhiên em quên mất cách đi bộ anh. Trời ơi. Ủa em đi bộ em không biết đi luôn hả? Em không biết nữa. Tự nhiên em lạc vào tâm trí của anh, không có lối ra luôn. Ông ấy, anh cho em xin số điện thoại được không? Tại vì bây giờ em cũng cô đơn á. Khi nào mình rảnh, mình đi ăn nè, mình đi tập chung nè. Nha. Nha. À, là em cần người để tập cho em đúng không? Cái này cũng dễ mà. Gật đầu kìa, quay. Tâm. Ủa, kêu ai? PT xịn nhất ở đây, có gì liên hệ bạn tập nha. Anh ơi, anh gì ơi? Thôi về ba ơi. Phương nó tốt vậy mình hiểu lầm nó rồi. Con mới xứng đáng với Ribi. Nhưng mà nhìn mặt Phương nó gian lắm. Nó kiểu như cái gì đó. Người ta tốt vậy, thử nó vậy mà nó cũng dính. Thử đưa nhỏ đó ba coi ba dính không. Ừ, thôi cha con mình về. Ui. Lên nè. Đặt cái chân lên, đặt cái gối lên, đúng rồi. Ờ, lên rồi chú. Quay rồi. Trời ơi. Cái này má nó hả ta? Không, cái này là máy bay. Lên. Rồi, hai cái nữa nha. Xuống. Lên. Xuống. Rồi, một cái cuối nè. Xuống. Trời ơi. Rung kinh, bị liệu. Trời ơi. Máy bay này hạng nặng á. Trời ơi, chị giỏi quá trời luôn á. Mệt quá. Trời ơi, thân mật quá trời luôn. Đau vai đúng không? Đau lắm không? Đau lắm. Trời ơi, nè, hết đau chưa? Ôi!
Rồi, thằng này là bào thủ rồi ba ơi. Thái, Thái. Dạ, dạ. Con chạy lại con hỏi cái cô đó là có làm user không? Ba cho con like Miko kiếm thêm. Ba rảnh quá. Em chỉ là bên cạnh duy nhất của mình chị thôi đó. Hứa nha. Trời, đôi dây này gắn mình chị rồi đúng mệt rồi. Rồi, nhớ nha, đừng có xóa cái này nha. Yên tâm. Có tư liệu rồi. Rồi, chết. Là niềm riêng em đong đầy sâu trong tim này. Thì thôi em viết hết cho anh về. Chỉ mong một lần anh ơi nhìn về em để nhìn vào trong đôi mắt này. Chị đi bi, chị có người yêu chưa chị? Nghĩ sao mà con, bữa giờ coi like đâu nghe nói gì đâu. Hôm nay Ruby cũng muốn chia sẻ với các bạn một điều này, đó là người yêu của Ruby cũng có mặt trong ngày hôm nay. Anh Phương. Ủa, ông donate nhiều lắm không? Phải không? Phải không ông? Là ai? Ấy. Đây này về. Cái gì vậy? Ấy. Ông nào vậy? Ủa sao lại ông đó? Ủa, cái gì kỳ vậy? Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Phương, người yêu của Ruby. Xin chào mọi người. Thật ra thì Phương không có muốn công bố cái chuyện này ra làm cái gì. Phương chỉ muốn là đứng phía sau để mà chăm sóc cho Ruby. Phương không muốn gì tình cảm của mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của Ruby, nên bấy lâu nay thật sự là các bạn biết không, anh Phương chính là chỗ dựa tinh thần của Ruby trong suốt những năm qua. Thực sự là nhờ có anh mà Ruby mới có ngày hôm nay. Nhân đây Ruby cũng muốn gửi một lời đến anh, cảm ơn anh nha. Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh. Mọi người ơi, cho Phương được xin phép nhắc mọi người là chúng ta đừng có quay phim, chụp hình, livestream gì nha. Chỉ những người ở đây biết chuyện tình cảm giữa Phương và Ruby thôi. Thực sự là Phương chỉ muốn là tốt cho công việc của Ruby. Mình không muốn gì chuyện tình cảm của mình mà ảnh hưởng tới công việc của Ruby. Tất cả những gì anh làm, anh chấp nhận. Anh chấp nhận đứng phía sau để em được thành công. Lên ạ. Ai mở cái này tắt giùm cái đi. Rồi. Anh Phương, chuyện này là sao? Sao chăng cái gì? Thì một lúc yêu hai ba cô chứ thì sao? Đừng có nói tầm bậy nha. Đi bây giờ. Đây chỉ là bà chị của anh thôi. Ở dưới quê mới lên. Đúng rồi, dưới quê mới lên thì mới dễ dụ chứ. Dụ cái gì? Đúng. Sao em chưa bao giờ gặp vậy? Thì chị ở dưới quê mới lên Sài Gòn lần đầu nên làm sao em biết được. Chính vì lên lần đầu á nên là chị muốn tìm hiểu về cuộc sống ở trên thành phố như thế nào. Nên anh dẫn chị đi mua sắm, rồi chị thích tập gym thì anh dẫn chị đi tập gym vậy thôi. Từ trước giờ anh có bao giờ nói dối em bất cứ điều gì chưa? Còn nếu như mà em không tin anh nữa thì ngày mai anh sẽ dắt chị tới gặp em để nói chuyện. Thôi được rồi, em tạm tin anh đó. Ồ, cái gì vậy Ruby? Bây giờ còn tin đó hả? Chính mắt hai cha con tôi thấy nó âu yếm với cái bà đó trong phòng gym á. Rồi còn đi dẫn vô đi khách sạn nữa mà tôi quay không có được. Ủa sao cảnh nó không quay? Nó không có cho quay. Nó quay trước khi bước vô khách sạn thôi là được rồi. Nè nè nè, anh lấy cái quyền gì mà theo dõi tôi rồi quay tôi lại nữa? Có tin tôi kiện anh vì tội xâm phạm quyền riêng tư người khác không? Tao muốn vạch trần cái bộ mặt chó của mày á. Tôi làm cái gì mà anh vạch mặt? Tụi anh đừng có nghĩ là top 1, top 2 rồi muốn nói cái gì nói nha. Chó mày nói gì? Thôi. Ngày hôm nay là ngày họp fan. Mà mấy anh tới phá như vậy làm ảnh hưởng đến những người phá khác thì sao? Anh Phương thôi đi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Anh Thái, em cảm ơn vì hôm nay anh đã tới đây ủng hộ em. Nhưng mà em tin người yêu em không phải là người như vậy đâu. Đi bị. Nè, đừng có diễn nữa. Tôi thừa biết hai anh nghĩ gì. Nè mọi người, hai cha con đi cua gái chung, bây giờ cua không được, tới đây phá đám gì đó. Lần đầu tiên tôi thấy mà cha con mà đi tán gái chung gì nhất là ông già.
Ủa có gì đâu, ủa cái này là tôi mến mộ, là tôi mến giọng hát. Còn cái vụ mà thương thương mến mến là của thằng con của tôi. Là hồi nãy cậu nói gì? Nếu mà Ribi không tin thì ngày mai cậu dắt bà chị cậu tới. Đúng vậy, cái đó là chuyện tụi tôi, anh khỏi cần quan tâm nha. Tôi nghĩ không cần đợi đến ngày mai đâu. Ý ông là sao? Chị ơi vô đi. Phương, chuyện này là như thế nào? Em muốn gì á, chị cũng lo cho em hết. Và em bảo á, chị yêu một mình chị thôi. Bây giờ tại sao đối xử với chị như vậy hả? Nè bà chị, chị đừng có thao túng tâm lý của người ta. Bản thân chị mở miệng ra là muốn người ta yêu một mình chị. Chị có nhìn lại chị không? Dưới tay của chị là 2-3 thằng phi công. Công bằng ở đâu? Hả? Tôi điều tra rồi. Tôi điều... Bà điều tra thằng Phương thôi, mắc gì bà điều tra bả làm chi? Bây giờ bà đang bên Phương rồi. Rồi bà điều tra bả làm chi? Bà rảnh quá. Chị thích rất vọng của em á. À, nghe anh giải thích đi, chuyện không phải như vậy đâu nha. Anh còn cái gì để nói nữa không? Ờ, mày cút đi mày ơi. Mày không có đủ tư cách quen Ribi đâu. Cái gì? Như thế nào là không đủ tư cách? Thì mày nhìn lại mày đi. Rồi mày nhìn qua Ribi kìa. Vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại ăn học đàng hoàng. Mày nói sai rồi đó. Tụi tao rất là xứng đôi. Nồi nào úp dung đó, mày hiểu không? Học nhạc viện ra đồ cái gì? Chứ không phải là một nhỏ dưới quê mới lên, biết hát được vài bài, rồi được nhiều người biết, cái là nẹt bô là trong nhạc viện ra luôn hả? Bây giờ mày hỏi thử nha. Bây giờ hỏi thử coi là từng thấy cái cổng nhạc viện chưa? Thấy cái cổng thôi ha, hỏi thử đi. Trong trả lời cũng như nhau thôi mà, đúng không? Em cuốn gói khỏi nhà tôi ngay. Em mới nói gì? Nhà cô ở nhà cô là nhà nào vậy? Tôi không biết vậy. À đúng rồi, đồng ý là cô có trả trước tiền nhà một năm, nhưng mà bị cái là cái nhà đó tôi đứng tên mướn mà. Rồi tính ra nhà của tôi đang ở, muốn dọn là cô về dọn ra nha chưa. Ừ. Thôi bây giờ ở chơi vui với mọi người đi, rồi xong thì về nhà dọn hết đồ cô đi giùm tôi nha. Nhớ là đừng có dọn con mèo tôi đi đó. Ủa? Nè, mấy... bé nó hát cũng được mà. Nè, mấy đứa. Đây. Thôi Ribi đừng buồn. Thằng đó nó không có xứng đáng với mình đâu. Hay là giờ tôi đưa Ribi về nha. Về đâu bây giờ? À thì về khách sạn. Về khách sạn ở đỡ, rồi về kiếm nhà sao? Ribi nè, thì bác cũng từng tuổi này rồi, bác cũng hiểu cái cảm giác của con. Mà theo bác á, thì người mình á, mỗi lúc mà trải qua cảm giác tồi tệ á, không có nên ở một mình đâu con. Hay là con dọn về ở chung với hai cha con bác, ở tạm thôi ha. Ê, bác có nhiều bạn lắm. Bạn bè của bác cũng cho thuê này kia nọ, có gì bác hỏi. Rồi con cứ để tạm đồ ở đó, rồi đến khi mà có được nhà con muốn đi lúc nào cũng được ha. Con cảm ơn bác. Một lần nữa Ruby xin lỗi tất cả mọi người. Ruby biết là chắc mọi người vẫn sẽ rất giận, và có những người sẽ không thể tha thứ cho Ruby. Nhưng mà ngoài xin lỗi ra thì thực sự Ruby cũng không biết phải làm sao hết. Mà Ruby xin hứa là từ nay trở đi chắc chắn là Ruby sẽ không bao giờ nói dối mọi người một lần nào nữa. Nếu như mọi người vẫn cho Ruby cơ hội ấy, thì Ruby sẽ vẫn tiếp tục like và hát cho mọi người nghe nha. Cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều. Ruby làm tốt lắm á. Anh nghĩ mọi người sẽ hiểu và không có giận Ruby nữa đâu.
Mà cảm ơn anh nha. Nhờ có anh động viên em á, nếu không em cũng không đủ can đảm để làm điều này đâu. Có gì đâu, anh luôn bên cạnh và ủng hộ em. Nếu mà mọi người không giận á, thì để mình anh donate là đủ rồi. Một mình anh chấp hết. Chấp luôn có xa chi luôn. Ê đó, vô cơm nè. À, à, dạ dạ. Dạ đúng rồi, em thuê phòng cho một người thôi ạ. À, vậy có gì ngày mai qua đấy em điện chị nha. Em cảm ơn ạ. À, con xin lỗi cả nhà nha. Tại vì con ngoài tìm phòng cho nên... Trời ơi, có gì đâu. Ăn ngon trước cái đã nha. Ăn ngon là được. Ha. Dạ. Ăn thịt vô. Wow, trùng hợp ghê á. Đây toàn là những món con thích luôn á. Trùng hợp gì tôi chuẩn bị á. Ribi thích cái gì á, nhà tôi chuẩn bị hết. Thiệt đó hả? Thiệt, trời. Nè, mấy lần mà Ribi like á, chỉ cần nói thích cái gì thôi, thích ăn cái gì, thích đi đâu, thích làm gì là tôi nói vô hết. Thái. Dạ. Đố con, ba thích ăn món gì nhất? Bánh chưng. Thịt có tao. Củ kiệu. Giỏi, giỏi. Trời ơi, thì thôi giờ ba nói ba thích món gì đi. Con nói vô luôn nè. Cái gì? Bậy ba, bậy, bậy rồi. Cái gì? Ủa, tôi thích ăn chả giò sai hả? Ủa? Tôi thích ăn chả giò là sao? Thì nói chả giò mắc gì. Chả giò. Ăn ra cúng cúng á. Em biết không, anh đi du lịch á, anh toàn ở khách sạn 5-6 sao không rồi. Rồi nó đã lắm. Mà em chỉ cần anh bước tới cái là ô anh Thái anh lại tới nữa rồi. Đi người ta quen mặt luôn. Có dịp đi, anh dẫn đi khắp Việt Nam. Thái ơi, tụi tao tới nè. Ê. Ê, hôm nay là tao phải báo thù nghe. Bữa thua quá. Chào hai anh nha, vậy thôi tao vô chuyện. Đây. Ghê mới hả? Xinh dữ vậy ta? Chứ sao, ngon hơn mấy em hot girl chưa mình nhiều. Wow. Hay quá ha. Xét theo cái góc nhìn nãy giờ tao thấy được nha. Mày xấu vậy mà cua được nó là chắc cũng dữ dằn á nha. Ê, thẳng gì đâu mày. Chắc là quyền lị các kiểu, đúng không? Nghĩ sao nó tao quyền lị? Ôi, không có đâu nha. Em là idol Miko, còn tao là chùm donate hoài lên top 1 hoài. Em để ý, mà để ý sao? Cua tao chứ sao? Vậy theo mày nói từ nãy giờ á, em mê tiền của mày, chứ thương yêu gì mày đâu. Chắc là giống mấy con bồ cũ mày thôi. Đúng vậy. Xét theo cái góc nhìn nãy giờ tao nghe được á, thì nó thương tiền của mày chứ không thương mày đâu. Thôi nói nhiều quá, vô chơi game đi. Hiểu không? Vậy coi hôm nay tao diệt nó nè. Trời ơi, dễ lắm, dễ nhai mình lắm. Nhìn đi. Mọi người ăn trái cây nè. Lần sau còn nói xấu ai á thì nói nhỏ nhỏ thôi. Nói xấu đi. Anh Thái. Tôi không nghĩ là anh thiếu tôn trọng tôi đến như vậy luôn á. À, còn một điều nữa tôi muốn đính chính. Tôi chưa bao giờ đồng ý là bạn gái của anh hết á. À, Ribi nè. Ribi. Có gì? Chị. Ribi. Nghe anh giải thích là nó không phải là vậy. Anh Thái, cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ những ngày qua. Còn từ hôm nay trở đi á, tránh xa tôi ra. Không, Ribi. Nghe anh giải thích, Ribi. Thôi vô bắn game này mày ơi. Nhiều tiền như mày á, kiểu gì cũng kiếm được đúng mới. Nói gì? Đúng rồi, tụi nó... Ê, đây! Đứng đây đợi anh tí nha. Anh đi đâu vậy? Đợi anh chút. Anh! Trời ơi, trời mưa mà ông đi đâu rồi trời. Đúng là cái nồi nó ướp cái dung đó ha. Anh Thái. Bộ mới hả? Học đó. Ý anh là sao? Ngày xưa anh đâu có biết tiếc của anh thích mấy người nghèo nghèo vậy đâu. Anh xin lỗi. Chắc là tại anh giàu quá cho nên là em chịu không nổi em bỏ anh. Đến giờ mà anh vẫn còn mấy suy nghĩ đó hả? Bởi vậy tôi thấy tôi thật may mắn khi ngày xưa quyết định bỏ anh á. Trong tình cảm anh mới thật sự là kẻ nghèo đó anh Thái.
là sao? Thì ngoài tiền ra tôi thấy anh cũng chả có cái gì hết á. Thì đúng rồi, thì phải có tiền chứ. Có tiền mới mua được cho em quần áo, giày dép, vỏ sách hàng hiệu để em khoe với đời chứ. Anh có biết cảm giác lúc mà tôi quen anh là cái gì không? Là gì? Là đôi khi tôi tưởng tôi đang còn độc thân luôn á. Sinh nhật người yêu thì anh không nhớ ngày. Đến lúc tôi bệnh mấy ngày trời luôn anh cũng không hay. Xong rồi tôi phải là người nhắn tin cho anh thì anh mới biết. Đến lúc anh biết rồi thì anh làm gì? Anh chuyển tiền cho tôi, anh kêu là tôi đi bệnh viện quốc tế khám đi cho chắc. Tiền của anh nhiều thiệt á, nhưng mà tôi thấy nó còn không bằng tô cháo hành của thị nở nấu cho Chí Phèo nữa. Nó còn chứa nhiều sự chân thành mà tiền của anh không bao giờ mua được. Thôi, chuyện của tôi với anh cũng qua lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi muốn khuyên anh một điều như vậy nè. Nếu như mà anh chưa biết cách quan tâm, cách hiểu hay là cách nhớ một người á, thì anh đừng nên yêu ai hết. Chỉ làm khổ cho mấy người yêu anh thật lòng thôi à. Em ơi, anh kiếm được xe ô tô rồi, em lên xe trước đi. Thì mua mà anh chạy đi đâu trước nha em nhở? Đi kiếm xe ô tô cho em chứ chi. Kiếm ô tô cho em làm gì? Em mới hết bệnh xong rồi lỡ mắc mưa rồi bệnh lại. Ai nấu cơm cho tôi ăn, đúng không? Nhưng mà thôi em muốn về chung với anh à. Anh tự chạy xe được mà. Thấy anh cơ bắp cuồn cuộn không? Lên xe đi để người ta đợi. Ngày đợi ha. Lại nói nhỏ nghe nè. Nói nhỏ gì nữa? Nhớ là phải đợi hết mưa mới về đó nha. Ờ, tương lệnh rồi sở. Rồi về tới nhắn tin anh nha. Dạ. Anh ơi, có chạy xe không anh? Có chạy. Anh chạy đến đây để xin lỗi em mà. Xin lỗi bằng con tim chân thành. Anh làm ơn tha cho tôi đi. Bi, nghe. Bi. Anh ơi, ở đây có bán cá lóc không? Chỉ có bán cá ăn năn hối hận thôi. Bi, chuẩn bị mua gì nữa vậy? Bi. À, chú đợi vô đi. Dạ. Con ngủ cũng làm mơ là ác mộng. Tại chú sâu quá, chú đợi vô đi. Đâu cần thẳng vô con à. Chút nữa đổi, bây giờ nóng lắm. Để cô tới đi rồi chú đổi cho. Ôi trời đi. Anh ơi, tới đây. Rồi, đổi đây. Cảm ơn nha. Anh cũng thích con nít hả? Em quỳ mấy người mấy con nít lắm á. Hai ông chào giận vui quá à. Cô nha. Trời đất ơi, nhìn kìa tụi bay. Idol giả danh học trường nhạc viện, lừa dối khán giả. Bây giờ bị người ta vạch mặt rồi mà còn dám vác cái mặt tới đây đó. Trời ơi, thiệt nhục nhã hết sức luôn á. Chưa kể nha, còn làm trò này trò nọ để được chai donut. Trời ơi. Chuyện này người ta đã đính chính hết rồi. Có phải là như vậy đâu mà làm quá lên vậy. Trời ơi, bà biết cái gì mà nói bà ơi. Cái đó là nó diễn thôi. Nó giả bộ lên like, làm mặt buồn rồi đó xin lỗi mọi người mấy câu. Vậy mà mọi người cũng tin nữa hả? Nè. Gì? Ông không muốn nói gì là nói đâu nha. Ribi được người ta donate, ít ra còn bỏ một phần để làm việc thiện. Còn mình làm được cái gì đâu mà nói người ta. Chơi chơi cái gì? Sao? Cướng không? Cả đời không bao giờ được lên top.
Ruby cho anh xin lỗi. Anh đã sai khi mà nghĩ em đến với anh vì tiền. Trời ơi, không nghĩ được vậy luôn. Chính em là người làm cho anh nhận ra tình yêu không được tạo nên bởi vật chất hay là vẻ bề ngoài, mà đơn giản là từ một người. Một người cho mình cảm giác yêu thương, cho mình nhớ, rồi chờ đến tối để được gặp. Cảm thấy vui khi mình ở gần bên em. Ruby nè, cho anh được hiểu em nha. Cho anh được cảm nhận từng niềm vui nỗi buồn của em. Anh biết là anh còn nhiều thứ để phải thay đổi lắm, nhưng anh sẽ cố gắng. Cho anh cơ hội nha. Nè nè anh trai, trên lầu 3 chưa dọn kìa, lo đi lên trên lầu 3 đi. Anh trai hiểu lầm rồi, cái này em mượn thôi, em mượn để có công chuyện. Thôi được, để em gửi anh ít tiền uống phê. Em để quên bóp nè. Thôi, biết rồi, đi. Không cho em chút xíu nữa. Hiểu, nhưng mà khách người ta sắp tới rồi. Không, đi. Biết rồi, chút xíu nữa người ta sắp thôi, chấp nhận. Biết là đi. Thôi, đi lên đi rồi tính nha. Ôi, anh trai. Ok, rồi. Chút nữa anh gước em nha. Thôi, đi. Chút nữa anh gước em nha. Một cái con idol giả dối với một thằng nghèo kiết xác, xứng lắm á, chúc mừng nha. Bà ơi, người ta là Ribby, con của chủ tịch thiệt đó. Ơi, bà nói gì vậy? Hình như là như vậy á, hẹn gì nãy giờ thấy quen quen, sao hôm nay sớm, biết gì mà vô room sớm rồi. Ủa, xin lỗi bà nha. Mấy lời này đó, anh học ở đâu á? Anh nói xuất phát từ con tim á. Anh thay đổi rồi mà em không tin. Nhưng mà sao anh thay đổi nhanh thế? Giờ anh mới nhận ra là tình yêu vốn dĩ xuất phát từ sự quan tâm nhau chứ không phải là tiền. Em cho anh cơ hội nha. Anh hứa lần này sẽ không làm em thất vọng đâu. Xin chào mọi người. Trời ơi, tập phim này tôi bị phốt quá trời luôn á. Nhưng mà nhờ vậy mới biết nha. Không, có gia đình như hai người thì không tính đi. Không, có gia đình như anh Thái thì không tính đi. Còn độc thân như tôi với Vinh á, thì là muốn mà có người yêu á thì hãy lên Miko mình tìm người yêu, đúng không? Cho nó trai xinh đẹp nhiều lắm luôn á. Thôi đừng có nhắc, tôi tiếc đó. Tiếc gì? Tiếc không biết nữa. Bây giờ mình lên Miko mình cũng có thể là trò chuyện với fan, thấy fan gần gũi với mình hơn cũng được mà, đúng không? Đâu nhất thiết lên Miko là phải kiếm tình yêu cho bằng được đâu mọi người. Ủa, mà bà Ruby đâu? Ruby đâu? Ruby bà đang lên Miko hay gì? Để gọi bà cái. Ê, tôi ở đây chứ đâu. Nè, muốn tìm kiếm tình yêu thì phải lên Miko nha. Chứ ngồi không á, tình yêu không có tự mò đến đâu. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi tập phim lần này. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập phim sau nha. Bye bye.
đang làm cánh mưa mà mưa thiệt. Cổ rất là thương, cảm ơn. Nhưng mà mới quay có 1/3 hết mưa rồi. Giờ lên mưa giả lại. Cảm ơn phù hộ nên giờ có mưa thật nên rất là đỡ làm mưa, tiết kiệm được cũng 2-3 tiếng làm phim á. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ các sản phẩm của Bắc TV. Cảm ơn mọi người.